Sau hai sản phẩm đầu tay đó là Baby Baby và Love Trend mang đậm phong cách Hàn Quốc, thì các sản phẩm tiếp theo của các bạn sẽ có phong cách như thế nào? Về phong cách âm nhạc và cả tính âm nhạc của Monster thì hiện tại Monster vẫn đang theo đuổi dòng nhạc pop, hơi retro một chút, nghĩa là hơi phong cách hơi old school, cả về hình ảnh cũng như vậy. Đó là cái định hướng hiện tại của Monster, nhưng mà trong thời gian tới thì chắc chắn là Monster vẫn theo đuổi những dòng nhạc khác và luôn hướng đến một cái hình ảnh toàn diện hơn với những cái dòng nhạc mà mới lạ hơn. Đúng rồi, nghĩa là mình Monster luôn muốn thử sức mình ở trong những lĩnh vực khác nữa, những cái dòng nhạc khác, và chắc chắn là trong thời gian tới thì sẽ gửi đến mọi người những cái bài hát mang những cái âm hưởng khác nhau, màu sắc khác nhau. Theo như Thảo My được biết thì các thành viên trong nhóm Monster rất là đa tài. Một bạn thì có thế mạnh về rap nè, một bạn thì có thế mạnh về nhảy, và riêng Lân thì lại có thế mạnh về sáng tác. Không biết là các bạn có định hướng sẽ phát triển thành một những nghệ sĩ đa năng không, và lấn sân sang các lĩnh vực khác chẳng hạn? Thật ra thì để nói về Monster thì ngay từ ban đầu Estable chính đã định hướng là Monster là một nhóm nhạc 5 thành viên. Khi mà đứng chung với nhau thì sẽ tạo thành một tổng thể thống nhất và tạo thành một nhóm nhạc với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà mỗi thành viên thì đều đảm nhận những cái vị trí nhất định và có những cái tài rất là riêng, khác biệt với những người còn lại. Ngay từ đầu đã định hướng những cái định hướng solo và mỗi thành viên thì đều rất là đa di năng. Hôm nay khi mà nhắc đến sự thành công của Monster thì không thể không nhắc đến sự hỗ trợ rất lớn từ ST319 và cả người mà các bạn hay gọi bằng cái tên rất là thân thương, đó là bố Aiden. Không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn có muốn nhắn nhủ đôi điều đến những người đã luôn hỗ trợ mình không? Trước hết thì em xin cảm ơn đến tất cả mọi người trong ekip của ST319. Cảm ơn bố Aiden, nhờ tất cả mọi người mà em đã có được một đoàn thế lân của ngày hôm nay, là một mẫu trong Monster. Em không biết nói gì hơn nữa. Thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đối với Kim mà từ khi mới vào nhóm nhảy thôi, tầm 9 thôi thì lúc đó Kim còn rất trẻ con, và sau khi mà đi chặng đường dài của bố Aiden thì đã học hỏi rất là nhiều thứ, rất là nhiều về kiến thức âm nhạc, về cách sống, về cách làm người. Nên là đã tạo ra Ki trưởng thành ngày hôm nay và đã một bầu của Monster.